Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục. Tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 587. Toàn văn của tác phẩm như sau. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác hỏi thăm sức khỏe các chú. Các chú ở đây có đủ các đơn vị, các ngành, các cơ quan, nhà trường, cán bộ miền Nam, miền Bắc, miền xuôi, miền ngược, trong đảng và ngoài đảng, già có, trẻ có. Đó là hình ảnh đoàn kết nhất trí của quân đội nhân dân ta. Thời gian nghiên cứu vừa qua, các chú đã hoàn toàn nhất trí với nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 12. Đó là điều rất tốt. Trong hội nghị, Tổng quân ủy đã tự phê bình thành khẩn, cán bộ phê bình tốt và tự phê bình bước đầu tốt. Các chú cũng biết đảng ta, quân đội ta, chế độ ta nhờ có phê bình và tự phê bình nên ngày càng tiến. Phê bình và tự phê bình cũng ví như người đi hai chân. Hai chân càng khỏe thì tiến mau, nếu một chân dài, một chân ngắn thì tiến chậm. Trong hội nghị, các chú đã phê phán và phân biệt rõ cái gì sai, cái gì đúng, kiểm điểm, ưu điểm, khuyết điểm trong một số công tác lớn. Liên hệ thấy rõ những tư tưởng tốt và tư tưởng sai lệch của bản thân. Hiểu rõ hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội, do đó mà củng cố được lập trường tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trên với dưới, dưới với trên. Đó là những thành tích mà các chú cần phát triển. Bây giờ có mấy điều Bác dặn, các chú nhớ lấy mà thực hiện. Cần tiếp tục học tập nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa. Có nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa thì sau này mới tránh được nhiều sai lầm khác. Tiếp tục học tập nâng cao lập trường tư tưởng và trình độ kỹ thuật của mình. Kỹ thuật hiện nay càng ngày càng tiến. Không gắng học tập thì sẽ lạc hậu. Phải cố gắng xây dựng được nền nếp chính quy trong đơn vị. Có người nói, trước ta chẳng chính quy, gì cũng đánh thắng. Không đúng. Tình thế ngày một tiến. Thời là, trước là thời kỳ khác, nay là thời kỳ khác. Quân đội ta nhất định phải tiến từng bước, lên chính quy và hiện đại. Phải học để phát huy tư tưởng đúng, uốn nắn tư tưởng không đúng. Tư tưởng không đúng cũng còn có nhiều. Nhưng có một tư tưởng mẹ, đó là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là trái với chủ nghĩa tập thể. Do chủ nghĩa cá nhân mà đẻ ra các tư tưởng sai lệch khác. Trước hết là tư tưởng công thần. Do công thần sinh ra kiêu ngạo, kèn cựa, địa vị. Đảng và quân đội ta có truyền thống đấu tranh anh dũng, điều đó ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào để phát huy truyền thống tốt ấy lên, không phải để vỗ ngực khoe ta có công với kháng chiến, với cách mạng, với nhân dân. Ta nên biết rằng nếu chúng ta tách rời nhân dân, đảng, quân đội thì chúng ta không tài nào lập được công trạng gì cả. Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy, người có công trạng không nên tự kiêu, mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có. Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra lo lắng tiền đồ bản thân. Cái này chẳng những trong quân đội, mà trong dân chính đảng đều có. Nhưng muốn cho mình sung sướng vẻ vang, thì trước hết phải làm cho nhân dân, bộ đội mình được sung sướng vẻ vang. Tiền đồ cá nhân nằm trong tiền đồ tập thể. Không cố gắng làm cho tập thể sung sướng vẻ vang thì cá nhân không thể sung sướng vẻ vang được. Ví dụ, trong một chiến xe lửa đang chạy, chiến xe lửa là một tập thể. Có người nghĩ rằng cùng đi thế này chậm, ta nhảy xuống chạy chắc nhanh hơn. Thế là nguy hiểm. Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ đãi ngộ. Người ta ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp,
nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức. Vì vậy chúng ta phải cố gắng công tác sao cho dân tộc, nhân dân mình được ăn ngon mặc đẹp, thì bản thân sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Đảng và chính phủ rất muốn cho mọi người được no ấm, nên đã đề ra tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Chỉ trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm mới cải thiện sinh hoạt cho nhân dân, cán bộ, quân đội. Nhân dân Liên Xô ngày nay ai cũng được sung sướng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng sau cách mạng thành công, nhân dân Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng, gian khổ phấn đấu 18 năm trời, đời sống mới được cải thiện và sung sướng như ngày nay. Ta so với Liên Xô thì thế nào? Dân ta ít hơn, kinh tế lạc hậu, nước ta chưa thống nhất, hòa bình vừa mới 3 năm. Như vậy mà cứ yêu cầu hưởng thụ, tăng lương, cải thiện sinh hoạt nhanh là chủ quan. Tóm lại, các chúng cần tiếp tục học tập, uống nắng tư tưởng sai lệch, nhất là tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Mặt khác, phải đề cao trách nhiệm phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quân đội. Trước mắt là hoàn thành tốt chỉnh huấn cán bộ, sơ cấp và chiến sĩ, đồng thời cố gắng giúp đảng và chính phủ, quân đội giải quyết khó khăn, phát huy thuận lợi. Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt, đó là đoàn kết. Đoàn kết trên dưới, cán bộ và chiến sĩ, miền Nam và miền Bắc, trong và ngoài đảng, quân đội và nhân dân. Đoàn kết rộng rãi với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Các chú đều biết, trong kháng chiến, ta gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng địch mạnh hơn ta nhiều, nhưng nhờ đoàn kết mà ta đã thắng. Nay, trong xây dựng hòa bình, ta cũng biết đoàn kết thì nhất định thành công. Không phải chỉ đoàn kết ngoài miệng, mà phải thực sự đoàn kết trong công tác, trong học tập. Muốn đoàn kết tốt thì phải phê bình, tự phê bình tốt. Nghĩa là xuất phát từ đoàn kết mà phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa. Đó là một điểm rất quan trọng. Thực hiện đúng nhất định sẽ khắc phục được nhiều khó khăn, tranh thủ được miền Nam, xây dựng được nước Việt Nam, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Chúc các chú vui vẻ, mạnh khỏe, cố gắng tranh lấy thành tích mới. Bác gửi lời hỏi thăm tất cả cán bộ và chiến sĩ ở đơn vị và đồng bào nơi các chú đóng quân. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào tháng 5 1957, in trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1958, tập 4, trang 76 đến 79. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.